Xin chào các bạn, đây là cặp tai xi nhan sao của xe cấp 78 cánh án 81 86 xài chung. Cái tai này bằng kim loại nha. Đối với thằng 86 đời cao thì nó xài tai xi nhan bằng nhựa. Còn đời đầu thì bằng kim loại. Hàng bên mình thì hiện giờ đang có những cái tai này. Còn tương đối là khá đẹp. Đó. Lỗ ốc vít bắt còn em râu hết. Đây là mặt sau. Thì hàng rất là nhiều, các bạn có thể qua các bạn trực tiếp các bạn lựa nha. Ai qua trước thì lựa trước, lựa cái đẹp nhất lấy. Ai qua sau lấy cái đẹp vừa vừa. Ai qua sau nữa không có để lấy. Rồi. Cái thức mua hàng chuyển tiền trước nhận hàng sau không ship COD. Các bạn chuyển khoản trước cho mình nha, là bên mình mới ship hàng đi. Chứ mình không có chuyển hàng đi nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.